Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Người Việt tại Nga, Cộng hòa Liên bang Đức và Mỹ tổ chức đón Tết Nguyên đán, góp phần gìn giữ và lưu truyền nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ du lịch quốc tế Bruxelles, quảng bá về du lịch lữ hành và khám phá thiên nhiên trên vịnh Hạ Long. Mang Tết ấm đến với người vô gia cư, hành trình san sẻ yêu thương của những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội. Thưa quý vị, ba lao động người Việt Nam đã thiệt mạng và một người bị bỏng trong vụ cháy nhà kho xảy ra sáng ngày 6 tháng 2 tại nhà kho của công ty vận tải Đại Vinh Gia Lý ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến công việc sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa, thông gió của tòa nhà. Một người đàn ông đã thuê 6 người Việt Nam, gồm 5 nam và 1 nữ, làm thêm ngoài giờ công việc này. Vụ cháy làm 3 người thiệt mạng, quê ở Hải Dương và Bắc Ninh. Hiện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã hỗ trợ làm visa cho người nhà nạn nhân sang Đài Loan để xác định ADN và đề nghị Cơ quan Lao động Đài Loan Trung Quốc yêu cầu người sử dụng lao động bồi thường đầy đủ chế độ cho các nạn nhân. Hòa chung không khí đón xuân của cả nước, vừa qua Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kết hợp với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Tết Cộng đồng mừng xuân Kỷ Hợi 2019 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Năm 2018 đánh dấu sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga với những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, đồng thời ghi nhận thành tích đáng tích cực trong công tác cộng đồng người Việt tại Nga với các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi và bổ ích. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng đại diện các hội đoàn đã bày tỏ tin tưởng năm 2019, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Trong không khí xuân ấm áp, những người Việt tại Nga cùng nâng cốc, chúc một năm mới hạnh phúc, thành công và cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc. Trong cuộc sống hiện đại, nét văn hóa truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về, đó là việc các gia đình gói và nấu bánh chưng đang ngày càng ít đi. Ở Mỹ cũng vậy, truyền thống gói bánh chưng ngày Tết của các gia đình tại đây cũng đang dần bị mai một. Vì thế, để bảo tồn và lưu truyền nét văn hóa truyền thống này, đã có những người tận tụy đi dạy cách gói bánh chưng cho các thế hệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ quận Cam, bang California của Mỹ. Các bạn sinh viên ở đây. Đây là một trong những buổi đôi bạn già, ông Lê Sơn, Lưu Vũ dạy gói bánh chưng cho các bạn trẻ. Tết đó, chúng ta phải có bánh chưng bánh tét. Nhất là cái bánh chưng, để chúng ta đi biếu ông bà cha mẹ, thì cái đó là cái tập tục từ xưa đến bây giờ. Khi mà Tết đến, ta thấy cái bánh chưng là Việt Nam. Nếu mà không có cái đó đó thì có lẽ là cái trong truyền thống Việt Nam ngày Tết còn năm không có ý nghĩa nữa. Không chỉ tỉ mỉ dạy từ cách chuẩn bị nguyên liệu, cắt lá, các ông còn tự nghiên cứu, sáng chế ra các dụng cụ để dạy cách gói bánh chưng sao cho dễ nhất, phù hợp nhất ở Mỹ khi chỉ dùng lá chuối vì không có lá dòng. Bởi thế, nhiều bạn trẻ, dù chỉ mới lần đầu học, nhưng cũng đã có thể tự làm được cho mình một cái bánh vuông thành sắc cạnh. Khó nhất là mình đóng cái bánh chưng lại rồi tại nó xếp lại nó cho nó thẳng. Việc mình học gói bánh chưng và mình gói được bánh chưng thì cũng là mang lại một truyền thống mà giữ lại cho những đời sau. Các em được sinh ra ở đây thì các em cũng có thể biết được cái cách gói và những cái phong tục tập quán của Việt Nam mình. Đó cũng chính là niềm động viên khuyến khích hai ông Lê Sơn, Lưu Vũ cắm cùi đi dạy gói bánh chưng cho thế hệ sau trong suốt hơn 4 năm qua. Ngày hôm nay mà các em đây tổ chức này thì tôi rất là thích, rất là ngưỡng mộ. Tại vì các em cùng nghĩ đến cái dân tộc, nghĩ đến nguồn gốc người Việt Nam. Đối với những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thì việc lưu truyền, gìn giữ bản sắc văn hóa của mình là điều không dễ dàng. Chính vì thế mà những hoạt động như thế này thực sự có ý nghĩa. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Việt Nam tại Mỹ. Ngày 7 tháng 2 tại Bỉ, Hội chợ du lịch quốc tế Bruxelles đã khai mạc với sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là hội chợ du lịch thường niên diễn ra trong 4 ngày. Và hàng năm có khoảng 100.000 người tới tham quan, tìm ý tưởng cho những chuyến du lịch sắp tới.
tin từ nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Bruxelles của Bỉ. Hội chợ du lịch quốc tế Bruxelles năm nay vinh danh Italia, một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đi du lịch châu Âu. Xu hướng đi du lịch năm nay của người châu Âu là chọn những điểm đến gần gũi thiên nhiên như vốn có, không có nhiều dấu ấn cải tạo sắp xếp của con người và tránh những nơi có quá đông khách du lịch. Một số nghiên cứu thị trường công bố trong dịp diễn ra hội chợ cho biết là ngày càng có nhiều người châu Âu chọn nghỉ dài ngày ở những nơi có thể đi bộ trong rừng, đạp xe, bơi lội hay là các hoạt động thể chất khác. Việt Nam vẫn là điểm đến chiếm được nhiều cảm tình của khách du lịch châu Âu. Hầu hết các công ty du lịch châu Âu đều quảng bá tour đến Việt Nam. Năm ngoái, lượng khách du lịch châu Âu tới Việt Nam tăng sấp xỉ 10% so với năm trước đó. Các doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại hội chợ tập trung quảng bá về du lịch lữ hành, khám phá thiên nhiên và du thuyền trên Vịnh Hạ Long. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Với diện tích hàng trăm ngàn km vuông, trải dài từ cửa sông Gành Hào của tỉnh Bạc Liêu đến thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang, vùng biển Tây Nam có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Nhiều trong số đó là những điểm đến du lịch lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước. Dù đã đi nhiều nơi, nhưng với những phóng viên này, vùng biển Tây Nam vẫn ẩn chứa nhiều vẻ đẹp bất ngờ. Đón bình minh trên vùng biển này thật sự là một kỷ niệm tác nghiệp để đời đối với anh Giang. Mình đã có tìm hiểu rất là nhiều, mình cũng nghĩ là nó cũng rất là hùng vĩ. Nhưng thực sự là khi mình đến đây, mình thấy nó hơn rất là nhiều những cái mà mình đã tưởng tượng và mình đã được xem, được biết ở trên TV. Khiến đây mình thực sự mình cảm thấy nó rất là xúc động ấy. Vùng biển Tây Nam lâu nay luôn là vùng biển bình yên, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân khai thác những tiềm năng và thế mạnh sẵn có. Không chỉ có Phú Quốc mà Thổ Chu, Nam Du hay Hòn Đốc đều đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành những viên ngọc mới đầy quyến rũ. Những ngày này trong sự quây quần sum vầy của hầu hết các gia đình, đâu đó vẫn còn có những sự thiếu thốn lẻ loi của những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh khó khăn. Với họ thì một chỗ đặt lưng, một mảnh chăn để đắp qua đêm đôi khi cũng là những điều không dễ dàng. Và thấu hiểu những khó khăn đó, ngày càng có nhiều những tấm lòng thiện nguyện hướng tới những người vô gia cư trong những ngày Tết này. Hãy cùng chúng tôi đến với một hành trình như thế, hành trình của một đêm trắng mang Tết ấm đến với người vô gia cư ngay trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Một cặp bánh chưng, một hộp mứt Tết, một số nhu yếu phẩm khác. Và không thể thiếu, đó là một phong bao lì xì ngày Tết. Đây là những món quà mà nhóm bạn trẻ có tên là Ấm đã chuẩn bị sẵn để đêm nay sẽ mang tới tặng cho những người vô gia cư ở Hà Nội. Nếu một đêm bình thường, số lượng người đi tặng quà cho người vô gia cư chỉ khoảng hơn chục thành viên, thì đêm nay, con số này tăng lên gấp 3-4 lần. Ai cũng mong muốn góp một chút công sức để sẻ chia không khí Tết đến những mảnh đời khó khăn. Không chỉ có các bạn trẻ, đêm nay còn có cả các bậc phụ huynh mang theo con nhỏ. Họ muốn con mình nhân dịp này học được cách sẻ chia, đồng cảm với những người vô gia cư. Đầu tiên thì mình rất cảm ơn mọi người đã đến với Ấm trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi lên đường thì mình có một số việc muốn phụ huynh tới các bạn. Ngoài việc mình đưa những phần quà tới người vô cư thì mình còn vào hỏi thăm, nói chuyện, hỏi thăm tình sức khỏe của họ. Trước mỗi địa điểm người vô cư thì mình yêu cầu các bạn là phải tắt máy và tắt đèn, làm theo hiệu lệnh của mình để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người vô cư. Ba giờ đêm, đoàn xe máy bắt đầu với hành trình mang Tết ấm đến với những người vô gia cư. Địa điểm đầu tiên đoàn dừng lại là khu vực phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng. Người vô gia cư đầu tiên nhóm Ấm tới tặng quà là một người phụ nữ năm nay đã hơn 50 tuổi. Trước bà cũng có nhà cửa, con cái đàng hoàng. Nhưng những đứa con bà nghiện ngập, hư hỏng đánh đuổi bà ra khỏi nhà. Đã 4 năm nay, bà lang thang lấy đường phố làm nhà, lấy nhặt nhạnh phế liệu làm kế sinh nhai. Rất là vui vẻ và mừng tấm lòng của các cô các chú đã mang lại cho túi quà tấm bánh của ngày Tết, thấy người nó phấn chấn, nó vui vẻ, nó bớt bệnh đi. Trường hợp thứ hai là ông Hùng, trước ông còn sửa xe bơm vá dạo buổi đêm, giờ yếu quá, ông chỉ ngồi loanh quanh khu vực này để ai cho gì thì xin lấy. Đến 1:30-2 giờ đêm, ông lại tiếp tục lang thang tìm những vỉa hè có mái hiên rộng để lấy chỗ ngủ. Rất là ấm lòng vì là mình vẫn có những bánh chưng, rồi có những quà, rồi quần áo, rồi mặc Tết. Tôi có cảm giác đây là những người tuy rằng không phải có trò trong nhà nhưng mà rất là gần gũi,
như là người thân trong gia đình. Đến thời điểm này thì mình nghĩ là khá thành công và đưa những phần quà tới người vô cư và để cho họ có một cái Tết được ấm no sum vầy, và đúng như bọn mình, cái tên nhóm bọn mình nó là ai cũng được ấm áp. Câu chuyện đầy ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái mang Tết ấm yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam trên website vtv4.vtv.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.